Cái này làm lâu lâu cái rồi. Viết nhào 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 lên, đừng có ai cho lên môi á. Ok. Túc tẹp, túc tẹp. Sờ pây, sờ bách, sờ kiếc, các kiểu đấy anh em. Sờ xiếc loạn xạ lên. Hùng Võ Lâm. Nè. Đấy, đủ các con cấp 1 và cái luôn chết. Jump him. Ui. Lòng này chết on thể hiện rồi ta. Chết nè. Ê ê ê, chút có gì đi giết Jim kìa. Ủa cái gì đấy? Đứng lại đi. Ủa cái gì đấy? Cái gì đấy? Em để mình thò khỏe luôn ta. Ôi chỗ này có xác. Let hit, let hit. Smoky. I'll check it out. Sure. I'll check cấp 2 ăn được con cấp 1 chứ gì mà. Jump up on top. Cấp 2 là bả ghê quá. Ôi chỗ này ai farm quá rồi. Smoky. Kì á. Yes. Thì vui anh. Quý đứng. Anh lát hit được em. Cua ơi, tao bảo cua này. Cái gì ấy, nhạc gì ấy? Nhạc nhạc giống cái phim gì nhỉ? Huyền thoại Kung Fu cái gì? Dạ nhớ nó. Tuyệt đỉnh Kung Fu. À tuyệt đỉnh Kung Fu đúng không? Quái lắm. Ủa? Ôi có ông quân ba rồi kìa, phám đâu vậy? Ông có đánh phám luôn á. Hai ông hai ông ba rồi kìa, anh em làm ra. Chả nó cũng cua được kìa. Éo vui đâu, éo vui đâu. Rồi, thôi đừng. Thôi xong rồi, ghét đi rồi, bởi vì vừa giết được mạng. Chêu rồi. Ghét nào. Ôi, lên được 3 rồi. Ủa, chỗ này anh vừa thấy một cái xương rất là to. Nếu biết là xương của người anh em nào làm xuống. Ủa, đây đông vui thế. Ôi, mày ghép đi rồi. Hồi nước đông vui đấy. Hồi nước à? Nước xanh, nước xanh. Hồi nước đông vui lắm. Nhiều hồ nước lắm. Hồ nước nào vậy? Sân trường 95 này. Ôi, phải lộn con gùa cấp 4. Còn bị quái đánh rồi, đéo hiểu luôn. Chạy này. Ui, vừa 10 kia. Ui. Hả? Cái này nhân phẩm quá. Ui. Trời đù. Đang chạy ra hút máu. Ê, đừng chạy. À. Đâu đi chứ. Á đù. Đừng nghe ơi. Đã hiểu ông này cấp 1 đứng lại bắn solo với mình. Quá lồ thật. Ok ok. Ôi cái gì vậy? Chạy đi này, chạy nhanh đi. Nhanh nhỏ. Nhỏ ơi có nhỏ. Ủa đã hồi nước rồi, thế thi đấu đi. Cứu cứu. Xấu thật. Đang chống chùi chống nhủi. Trốn này. Đi đâu đi. Ủa nãy giờ bắn chết Cường rồi mà sao giờ lên cái bố. Thế đó mới kỳ diệu em. Thế đó mới là kỳ diệu em. Hát kinh nghiệm hơn. Ôi, nó là chiến tranh bộ tộc luôn à? Đâu vui thế, làm tí nào. Anh em ở đâu vậy, tôi tới ơi. Chết cũ rồi. Sai rồi.
Ui, lát hit chuẩn luôn kìa. Ui, lại có thế nữa, đừng. Thôi, thằng Sơn hả? Của mình, thơm quá. Cảm ơn anh em. Người em thiện lành. Trả thù, trả thù, trả thù, trả thù. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Năm rồi anh chơi thì ai chơi? Trả thù. Trả thù ngay. Lại ra đây à? thôi, kéo ra đợi thôi. Vội xong rồi. Đánh như người vậy, mày đánh như người. Thế giới thật đáng sợ. Giết nhau vào sớm. Nghĩ sợ lâu ghê thế. Sợ lâu nửa tiếng. Ủa gấu gặp chiếu hoạch à. Chạy họ rồi. Ôi chiếu, chạy rồi. Xong rồi, giết hết anh em. Đừng, đừng giết, tôi yếu lắm. Không, 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 không chơi hội đồng nhá. Lại vào đây. Lại gần vào đây. Lại vào đây. Thôi đừng, thôi đừng. Đừng mà nữa đi mà. Đừng có cọt vào máu lâu nữa chứ. Mẹ cha mày, đứng lại. Ôi, em 4 năm hết rồi. Đâu. Thôi giờ giết hot đi cho nhanh lên cấp anh nào. Đúng rồi, tập trung, tập trung lại. Đánh nhẹ cái. Từ đâu đi, từ đâu đi, đứng đâu đi. Tí hết mana thôi mà. Mẹ cha mà. Gì là? Ơi, gì vậy? Cái nước ở đâu ra vậy? Trời đụ. Ôi mẹ hút hút ba hút ba hút mana mẹ mày ba phát mẹ mày đợi lâu thấy bà con mẹ luôn ra bắn bụp phát chết mẹ. Trời đụ. Cày lại sờ lâu rồi cái hút chì này. Cày mà đéo thế làm gì được. Ra con tàn hình biết để làm gì luôn. Ủa chỗ này có quả xác to lắm này. Thôi mới bị kết con không là lên 4 rồi. Két người này, két quái làm gì, két người đi. Của mình. Đứng lại coi. Đứng lại đánh nhau đi. Đúng rồi. Đánh đi. Thôi yếu thôi ấy. Mình yếu quá chạy thôi. Trời ơi hot sao rồi. Chơi đi ai chơi anh ơi. Chơi đi em. Ôi bố kéo lại thế rồi. Ông ấy đuổi mình cái kia. Để anh em chạy đi hồi máu hết rồi đánh. Đánh. Quay lại đi. Trốn lại. Ôi sao rồi là chúng ba rồi. Gửi anh em thiện lành. 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 Con rùa này. 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 Anh em ơi thịt rùa này ở dưới nước này. Anh em ơi thịt rùa ở dưới nước này. Rùa nó chạy mà nó đi rồi. Ôi trời hay quá. Chết mình tí nhớ tên vậy. Còn mấy con tôm hồi máu. Tao phóng. Biết được rồi tôi áp chết. Cấp 2. Quá kìa sao rồi. Câu chuyện buồn. Một câu chuyện buồn. Lang thang đi tìm sổ số. Ủa hết cái để ăn rồi ta. Thôi đừng, thi đấu làm gì, quẩy. Em cứ bình tĩnh này. Em farm rip vào à, đứng này đúng không? Hot 5 giờ, giết, giết luôn. 5 giờ, hay đang đứng 6 giờ mà con. Đang đứng 6 giờ nè. Hot, hot ở 12 giờ cơ. Em đi chậm rồi. Người anh em Jin à? Nghe đồ lúc nãy chạy nhanh đúng không? Nghe đồ lúc nãy chạy nhanh lắm đúng không? Chết nè, lên em đang lừa. Hot 7 kìa quá rồi, sao chơi? Chút biến hero nghỉ mà anh em. Biến hero là biến con nào nè? Em thấy nhiều quá. Hero 5 con gắn là mạnh nhất. Thích biến con nào để biến? 5 con Venom mạnh nhất luôn. Mỗi lần em biến thì có thể thua.
50 năm anh nhớ. Đâu rồi? Đâu hết rồi? Ui, số này đông vui thế. Cảm ơn Hát Lộc nha. Ờ đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy, xích hạ bại. Xích vào, xích vào. Xích vào. Xích vào, xích vào. Gì đây? Xích vào. Xích vào. Mẹ gặp ngăn thôi nữa chứ. Xích vào. Xích vào. Xích vào. Xích vào. Thịt hết. Thịt hết có được, thịt hết có được không? Thịt hết có được không? Bắn sắp mặt lờ. Thịt hết có được không? Bắn sắp mặt lờ này. Đối hậu. Chạy nhanh đấy. Bắn ra nè. Cho bắn cả ngày. Mẹ con cóc này, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Gần chết rồi, lát hít. Bắn hot thôi, bắn cóc lại. Giết hot thôi. Này thì bắn hot. Ủa anh có phản đao bây giờ? Đúng vậy. Ê. Ai không? Dù ngủ thấy bà luôn. Đấu rồi đây nhờ. Dù ngủ thấy bà luôn. Ui 8 rồi. Nãy đánh con kia cấp 5 xong còn 10 máu, con kia cấp 2 giết mình xong lên cấp 4 luôn. Cười. Ui, lại là đông vui thế. Ui, anh ơi đừng. Em đang không vào. Đừng ngủ em. Ui. Đánh ác quái đái. Anh xin nhá. Anh xin nhá. Rồi, đường cân rồi. Hơn cấp 2 giờ nhé. Trời đu. Lại kêu gọi người đồng bào rồi. Nhẹ nhẹ nhẹ. Phải lòng cấp 3 rồi con. Gì không nói. Trận này hên quá. Thôi đường ngay. Anh chỉ farm thôi em. Em nhiều máu anh giết thì đéo được. Anh sẽ farm cả em thì farm cả em nó là nó lại hợp lý em. Ấy. Ui, con này khỏe thế. Phải không? Đang solo không? Quá đèn quá rồi. CD này. Lại còn sống lại ngay chỗ này. Anh giết anh. Giết. Thôi đừng đừng du của em biết rồi. Em té đây. Mẹ cha. À, muốn bỏ game ghê. Lần nào sống lên 5 cũng. CD gỡ 1. Nó còn gọi cả mẹ. Mày con chết. Khổ cá, khổ cá. Game là khó. À. Cháu ơi, cháu ơi. Cút 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 cút. Em lên con rồng em cười anh ngay. Con thêm 8 này anh em ơi. Hai đứa họ mày. Mẹ gõ con này mệt thế. Cái gọi đâm vào biết thật. Con farm hộ mình đấy chứ. Bất dạy thật đấy. Lòng này kinh trì ta. Mẹ con level 9 nó cứ lảng vảng ở đây khó chịu thế. Bắn thì thốn. Mẹ cha mày. Mình biết kiểu gì. Ai, nó chéo là. Chớ là pham lên. Mất lên 10 thì giết. Thôi đừng. Trốn cơ mà. Hot nó hát mờ. Bởi vậy kêu không giết hot xấu là giờ không. Ủa đi đâu ấy, đi đâu ấy em. Đi đâu ấy em, đi đâu ấy, đi đâu ấy. Ủa chạy xuống không được rồi. Đi đâu ấy, đi đâu ấy. Bị lóc luôn rồi. Anh xin, anh xin. Anh xin. Anh xin nhé. Trời đụ. Đừng dối anh nhé. Đừng dối anh nhé. Chết này cho anh thể hiện chứ. À tôi đi chung. Đừng đừng quanh tôi nhé. Đi chung thì bạn thấy gõ mình như này thì làm ăn gì. Đôi giày. Trời ơi. Đừng hâu thôi, đừng attack. Đừng attack. Tìm hot đi. Chết thật. Tìm làm cái gì, đừng tìm. Solo Higan. Thôi anh lên 10 anh nè đi. Ủa lên 11 quá anh lên lộn. 11.
not there. Đừng đi theo nữa. Đừng đi theo thật chứ. Đừng đi theo nữa. Anh em lại có ý đồ gì đấy. Chúng ta không nên để thoát. Mát tổng hợp giúp một. Mát tổng hợp giúp một. Không được nhé. Ôi cái gì ấy? Đông vui ấy. Ui. Em té đấy. Gì ấy? Cứu. Cứu. Mạnh quá. Nó lòng này nó. Đi là. Lòng này không đi pha mà dễ gỡ con rồi rồi. Là chỗ này đông vui lắm. Ông CTG ở đây nè. CTG trốn ở đâu mới bị tìm ra. Nghe tội vậy. CTG lên vào 1. Nếu biết lên vui lên buồn. Ôi chạy nhanh vậy. Lên đi. Cũng lên luôn. Em đưa vậy. Làm gì? Làm gì? Làm gì hả thanh niên này? Wow. Ui, level 8. Rồi. Chạy gì rồi? Được thôi làm gì đi farm đi. Chơi đi mà sớm. Đúng CTG. Đúng rồi. Nhưng mà thôi. Ủa Higa nữa là. Ủa Higa này là Kim với lòng. Understood. Mẹ sao mình toàn biến thành con ở dưới đất nhỉ? Đéo thể biến thành con trên trời nhỉ? Biến con dưới đất, bạch đéo ơi. Hey, chồng chơi cây rồi. Khiếm chém hết dùng biển farm ra. Trời đụng. Cái con này trông bé bé mà nó rất trâu thế nhỉ. Tôi còn vô lần nữa. Ui, quân khỏe thế em. Level 9 rồi cơ à? Khỏe thế. À, chúng ta có thể đi qua như những cơn gió được không? Lo cực mạnh đi. Tôi đi. Mời mà sợ chính. Thôi hai người cùng dẻo giấy ăn. Anh em này cùng giết tôi. Đừng giết tôi. Ủa sao anh hai con chưa? Hả anh gọi đệ. Anh gọi đệ. Ôi. Đi theo khóa rồi. Giờ đi theo khóa. Lắp MV ở 29.23 phút. Yếu quá rồi, giờ đi quậy. À đấy, được rồi, hiểu ý. Cho căng, cho căng. Tình vui. Thì thế nó to thế. Nhiều tài nguyên quá. Làm nghe thì không thấy tập. Tập cái gì mà tập. Đúng rồi, ai chơi vậy. Phải hót gần ăn xong rồi vô kết trong. Chơi trí quá. Trí mấy chứ. Tôi sao được. À. Cho con 6 được không?
Mẹ ăn ăn được con bot nếu mà level thấp biết lên được mấy level ta? Để em ăn thử đi là biết ra. Chơi phao đây. À. Đừng. Ôi cậu béo chì rồi. Đừng đã. Trời đó. Mày bỏ tao. Mày lọt. Mày quá. Anh nên chơi thù dai đi. Tính nghe thù dai quá. Đấy, đây anh giết rồi đi. À, thù em. Diêm sắp chết rồi nè anh ơi. À. Đi. À, con này hét lắm vãi đau đầu thế. Đừng đi. Xuống được level 1. Anh đi kìa đó. Chắc phải bỏ game show đi tìm ông CTG luôn. Rồi xong. Xong rồi. Biến con 5 con gắn anh. Có nhóc quần ấy. Đứng có biến ở chỗ em thế nào đây. Biến đâu, biến cho chỗ mình đây. Chạy. Run for life. Giết hết. Đứng. Giết hết. Biến lên con nào ngon anh nhỉ? Biến lên con chim ngon em. Anh để tầm 3 lần đều biến nha anh. Nhớ có con gì, có một con golem kháng phép với một con kia dino á. Ôi rất khỏe dữ rồi, thôi bỏ. Mới cấp 5 mà thà đi mấy má ui. Coi gần một thằng cấp 5 yếu đuối. Gì đó bằng cây đi kìa. Là... cho lính cờ ăn. Thôi chứ. Rồi. Cờ có lính không này có trụ. Nó cần trụ đấy kìa. Our forces are under attack. Trụ là em thua rồi. Mấy con này chuyên phá trụ mà. Nhìn cắn kìa. Nhiêu đây mới một bài ít thôi. À mà hình như không có chiêu Lyrip á. Có rồi xong quân kìa. Khỏe thiệt. Đi đâu máu đi. Đi đâu cũng thấy luôn. Năm con gắn là khỏe nhất rồi, không ai đánh lại. À, thanh niên còn riêng còn trên dòng. Trên dòng bay lang kìa. Đâu còn anh em là sống không? Tôi chặn cho lên lên cao này để giết thanh niên dòng người chơi mượt kìa. Đâu? Đâu? Ai còn level thấp? Ai level thấp ra đây để tôi cho tôi nuôi cho. Tí lên để giết thanh niên dòng kìa. Đây ra để anh xuống ăn con xuống ăn con dưới đây. Được anh hợp lý. Đấy, xuống đây. Đánh của anh vậy không ai phong nữa. Nó ảnh. Cho ăn hai con này là mẹ mày lên gì nữa, mấy con này dưới đây lên rồi gì nữa. 18 quân đề còn tí máu này. Thanh niên kia chơi rồng bay ra biển là phải thịt cho đấy. Chơi không cho giết là phải thịt. Hết bay ra biển. Thật ra Chimon kìa. Thật lâu có Hira. Hira mạnh hơn. Quân đề đâu mất rồi kìa. Quân đây tàng hình rồi. Lêu. Em có biết biến con nào không? Bây giờ có con nào có phát hiện tàng hình đấy em ạ. À. Em phải biến thành con gì mà phát hiện tàng hình nữa cơ. Có 2 ông, có 11 mà ai biến được. Để em sơ tăng cho. Cũng sẽ khỏe đấy. Thì mày anh con cuối rồi. Ông cái hình người ta ông KS đấy. KS làm gì? Ui không lên level kìa. Ui chết rồi. Đấy ạ, ăn con này.
Quá nhanh. Ăn thử con ghép con cường coi được nhau. Team map để giết thanh niên rồng chứ chứ không giết thì đéo được thanh niên rồng, cứ bay ra biển kia giết đéo được. Rồi ra cấp 10 là hình như thành công rồi. Lan ăn thì ra nữa. Chạy lên tốt trên nó lâu quá. Rồi lỡ quân đê tàn hình hoài sao giết. Đi nuôi nó giết nuôi rồi thật thật thường mang mang đệ ở đây. Kéo quân chạy đi anh. Pha quá trời không. Anh con Valana chết rồi quái cường. Cường cường vô thả bò anh. Hết được chạy kìa. Bị lóc rồi kìa. Bị lóc rồi kìa. Để em ăn thua gì. Thanh niên dầu con gì em đang to hơn mà. Chết rồi. Con bò này khỏe lắm. 5 con khả cùng lúc. Đây lên lên ai con Hydra đấy đi em. Đâu rồi người anh em. Để giết thanh niên rồng bay trên trời rồi. Không kìa sống hết máu kìa coi chừng. Giết giết thanh giết giết thanh niên rồng xong hai anh em mình thanh toán nhau. Biết ai thắng rồi đó. Ông chọn 5 con gắn luôn nè. Ủa mà ông giết con kia chắc không lên 11 nói anh ta. 19 này chả biết gì. Bây giờ mình giết được người anh em Bucci. Không lên được ông thắng ông cờ không lên được thôi. Đâu rồi? Lên trên đây này. Cần gì hồi máu? Chắc cú anh ơi. Không cần. Nên kia cho lầy á. Ui chết mẹ hình ra rồi. Ủa lính anh chơi cắn hả? Đây là. Thôi hót đi. Ui chết luôn này. Thanh thanh niên kia có ra đây để thịt không nào? Hay là thích bay ở trên trời chết dần chết mòn à? Đây này, con này này. Muốn ra để giết hay là hay là thích 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 chết vừa vừa tức là vừa vui vẻ chết trong vui vẻ chết trong sung sướng hay là thích chết trong đắng cay nào? Đấy, ra 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 giết luôn em. Ra giết luôn cho anh. Ra giết luôn đi. Ra thịt luôn đi. Phết cho ổng lên 11 luôn đánh nhau cho cần. Cho ổng phao lên 11 luôn. Chả cần gì ghen đâu. Gồng cấp 10 mà sao. Em 2000 máu à. 1000 máu em bằng máu, em bằng máu bắn, em bằng máu bắn họ vẫn chết. Kìa ổng vô kìa. Không biết có bay lại không nha. Chưa sao? Coi tốc độ. Sao không bay lại? Lùa đi, lùa đi, đi lùa đi. Ông kia sống chạy được không? Chạy được không? Chạy rồi. Sợ đâu thì rồi còn sơn chạy được. Tại ông chồng quăng á. Họ vào đường rồi kìa. Họ vào đất liền rồi. Kin họ ngay. Giết em đi. Không, không giết. Không giết. Không giết. Cái tội trên này không giết cơ. Cho chết từ từ cơ. Không giết cơ. Thích, thích này à? Cho chết này luôn. Không giết cơ. Rồi chuẩn bị thật trong kia đi anh Cường đi đâu à? Đi kia luôn kìa. Lôn cơ ơi. Thôi. Là bây giờ em muốn lên 11 hay là em bay ra ngoài, bay ra ngoài không? Hay 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 là em muốn ông bay ra ngoài hay em muốn bắn luôn. Bây giờ đem bay ra ngoài. Bay ra ngoài. Bay ra ngoài rồi mà ca thôi. Thôi, game mới nha. Kiểu ơi. Em có muốn tiến hóa không hay là game mới? Tiến hóa với lọ không? Thôi thôi, game mới đi. Game mới đi.